Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình nhận nạp tất cả các gói trong game. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ qua số alo 0837899191 hoặc đường dẫn liên kết mình ghi ở mô tả của các video anh em nhé. Uầy, anh em ơi, anh em nhìn thấy gì chưa? Mình đang game ấy. Game nó đang cho lại coin này anh em. Đây, anh em thấy chưa? Mình hôm qua đến giờ nhá, là trong một ngày nó cho mình thu đến 3 lần coin. Tức là cái nick của mình nạp Eli nhá. Cái nick của mình nạp nạp Eli này thì là mỗi ngày thu được 3k mấy ấy, thì nó đang cho thu đồng loạt hết tất cả chung vào một ngày này anh em. Tức là 3 ngày vừa rồi bị lỗi ấy, thì hôm nay đến ngày hôm nay là game nó đã fix lại cái sự kiện coin này. Xong rồi nó còn cho mình thu coin khoảng gần 10k một ngày luôn, như nick mình nạp Eli anh em được gần 10k một ngày. Ui đỉnh vãi, mẹ đấy, game nó fix rồi đấy anh em ạ. Không cần phải làm gì nhé, tự nó sẽ fix cho mình. Anh em mẹ inbox với lại nhắn tin hỏi quá trời hỏi. Việc gì cứ cuống rồi lên. Mẹ, mình còn chẳng sự kiện này mình thấy cùi ấy, nên là mình còn chẳng sốt sắng gì cả. Kệ mẹ, muốn đến đâu thì đến. Sự kiện coin này từ hôm qua đến giờ nhá, là lúc mà nó fix lại thì nó bù được cho mình 3k coin. Xong rồi hôm qua mình thu cũng lên được gần 6k rồi. Gần 6k xong hôm nay nó lại cho tiếp. Ô trời. Đấy, lại thu được thoải mái luôn này. Mẹ đỉnh dã man. Rồi đang có sự kiện hatching anh em. Mẹ mày đúng lúc chưa? Mình đã chuẩn bị trước 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quả trứng. 6 quả trứng legend. Mẹ, thế này thì up xong là đủ làm nhiệm vụ luôn đấy. Đấy anh em, làm nhiệm vụ không khó đâu. Mẹ mấy thằng cứ vào lười xong kêu khất nhiệm vụ nhá. Mẹ chơi game phải tư duy một tí. Lên mấy trang thông tin chính thức của Dragon City ấy, update cập nhật mấy cái ví dụ như nhá, trước nhiệm vụ một ngày mình sẽ lên cái trang Leadlab đấy mình xem nhiệm vụ nào tiếp theo nhá. Thì ví dụ nhiệm vụ hatching nhá, mình xem là nhiệm vụ hatching tiếp theo này, mẹ là trước lúc đó đã up ra 6 quả như này thì mẹ nhiệm vụ nó chỉ cần ra một ngày thôi là mình đã up xong cái đống này, là mắc mẹ điểm clan rồi, có khó gì đâu. Cả nhiệm vụ nào cũng thế, chỉ cần mọi người chuẩn bị trước là cái nào nó cũng dễ. Còn mấy thằng mẹ cứ mở mồm ra là nói không làm được nhé. Mẹ vả mồm cho đấy. Không chịu, không bao giờ chịu cố gắng. Cứ mở mồm ra là nói không làm được, là nói là em thế này, em thế kia. Chối tỉ. À đây. Được quả dương ấy rồi anh em. Được quả dương 1 tháng xem này, mẹ không biết nó ra con gì. Mong bây giờ mình chỉ thèm farm food thôi. Chứ còn cái trong cái dương này thề luôn, đéo có một con rồng nào mà mình cần dùng mà. Đây này, ra 3 con vàng với lại con co lửa này nào. Ui giời ơi, thôi tí tạm được, mẹ có con hơi không rồi nó cho ra mấy con mythical với con cắt chín. Mẹ, con này là đỉnh rồi anh em ạ. Rồi hôm nay mình sẽ lapper cho con Spy Raptor nhá. Mẹ anh em kêu quá. Nào thì lắpper cho nó rồi nào thì đổi tên cho nó đi anh. Vâng, tôi đổi. Đấy, theo ý anh em được chưa? À đâu. Đổi nhưng mà đổi là đổi tên mình chứ đéo phải đổi tên anh em đâu nhá. Con này ấy, thì tối ưu anh em như mình đã nói trong rất nhiều video rồi. Nó chỉ có lắp mình chỉ cho nó ăn một cái hồi sinh thôi nhá. Rồi thêm 4 5 cái liềm, 4 cái liềm đi. 3 cái liềm được. Đấy, tầm 3 cái liềm nhá. 3 cái liềm. 3 cái liềm 9%. Ừ thế thế thôi. Thế là nó mạnh rồi anh em ạ. Sự kiện coin này chắc để mình tự đi đi. Mẹ chứ đi trên line thì lâu vãi lìn ra. Đấy, vào đánh à đâu, quay cái này đã chứ. Đấy, nốt một hôm nữa thôi anh em ơi, nốt hôm nay thôi.
là ngày mai là cũng hết đua Heroic này, cũng sang Aenam mới này, rồi cũng sang Path mới này. Úi giời, ngày mai là đồng loạt sự kiện mới luôn đấy mọi người. Sự kiện xương cá cũng hết này, Aina Soda cũng hết này. Đấy, hết sạch. Đấy, à xong xong rồi cả sự kiện Coin TV thì cũng mới. Nói chung là video ngày mai sẽ là toàn thứ mới luôn đấy. Nên là anh em trải nghiệm nốt hôm nay nhá. Đây, Spy khi lắp liềm và anh em nó khác bọt lắm. Đâu rồi nhờ, cho con xanh này. Mẹ phiền phức cơ phết đấy. Thôi để đội hình như này mà đánh đi. Hôm qua đấy thì kể chuyện cho anh em là sao nhỉ, là phái cái trưởng chết mẹ rồng của tao rồi, mẹ vừa vào nó chết rồng hãm lìn chưa. Hôm qua vừa kể chuyện anh em là mỗi ngày có một tên giống nhau ấy, chúng nó nạp ấy, thì hôm nay mẹ mình lại, hôm nay thì là không phải tên giống nhau nữa mà toàn người nước ngoài, toàn những bạn. Mẹ mày có để cho tao nói chuyện không? Cứ vào lúc như này nói thế đéo nó được. Trời ơi, cay vãi lìn ra. Cái đù phái cái trưởng thật. Thôi trận này thua rồi anh em ạ. Mẹ mới vào đầu tiên mà rồng mình chết gần sạch rồi. Mẹ mày cứ đang kể chuyện cái nó vlog cho im mẹ mồm luôn. Nó lại vlog tiếp. Má nhìn nó. Đỉnh vậy ba. Trời ơi mẹ mày. Vừa mới hôm qua bọn Kama nó tha cho mình một hôm, mẹ mày hôm nay nó bắt đầu nó lại nó lại mẹ mày bật hack lên nó chơi mình. Đấy, kể chuyện tiếp là hôm nay là toàn ấy thôi anh em, hôm nay toàn những bạn học tập và sinh sống ở bên nước ngoài nhắn tin nào. Đông vãi trưởng ra. Bây giờ lại còn mẹ mày đi các ông ở bên nước ngoài, bây giờ lại còn phải chỉ các ông mới đi dạy đi nạp PayPal, chỉ các ông mới lập tài khoản ngân hàng ở bên đấy. Chỉ các ông mới liên kết. Ôi mẹ, chỉ nhiều thứ lắm. Chỉ bao nhiêu là bao nhiêu hết, lập Facebook này, cách lấy mã khôi phục này, cách lập tài khoản PayPal này. Ui dồi, đủ mọi chuyện mẹ. Bây giờ mình đéo phải là tư vấn ở trong game nữa anh em ạ, mà nó bao gồm ra kiến thức của mọi thứ luôn. Mà anh em có thấy gì không, đéo hiểu trận vừa rồi sao lại thắng luôn đấy. Anh biết trận Anh em biết trận trận vừa rồi thắng là vì cái gì không? Mẹ, vì lắp hồi sinh cho con Spy này với lại lắp liềm. Chứ mà mẹ mà như bình thường mọi hôm là con này trắng phớ chưa lắp gì ấy. Là thua rồi đấy. Thua đéo ngóc đầu lên được đâu ấy. Nạp nạp cho mấy ông mẹ, thì có ông ở, cũng có nhiều bạn ở châu Âu phết nhá, châu Âu nhá, có ở Đức này, Anh này, Mỹ cũng rồi có ông ở Singapore nữa, à còn là có ai nhá, à có một bạn nữa là cũng ở Đài Loan. Ui mẹ, ra này tư vấn cho toàn người nước ngoài thôi anh em ạ, đa số, à không phải người nước ngoài mà là người Việt. Toàn là kiểu như là học ấy, học ở bên nước ngoài hoặc là sinh sống ở bên nước ngoài anh em. Mẹ hóng hóng đến ngày mai quá cơ, để test test quả con. Thôi bỏ mẹ chết rồi rồi. Test quả con gì nhỉ?
Ngày mai sang ai năm mới là con Dorothy anh em. Mà lạ nhỉ, ai năm mới thì nó báo là búp hệ Dragon với lại Tham. Thì đéo hiểu sao con Dorothy làm gì có hệ Dragon đâu. Lạ nhỉ, không hiểu nó búp kiểu gì đây anh em. Khó hiểu thật sự. À đấy, như hôm qua xem live đấy anh em. Mẹ, hôm qua mình lại bắt hôm qua mình lại bắt được con Ascen anh em. Qua bắt được con Ascen Divine ở trên trên bát ma ấy. Nhưng mà hôm qua cũng tốn nhiều game. Nhưng mà cũng 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 ngon anh em ạ. Mẹ, lên tầng 30 mà chết có một lần. Mình bận mải nạp game cho mọi người quá nên là chưa cả có thời gian để cắt cái đoạn đấy để đăng lên cho những anh em mà chưa xem live hôm qua để anh em xem. Mà đỉnh dã man. Cứ khoảng hôm qua là anh em biết gì, hôm qua là mình cũng đi full nô 4 luôn đấy. Qua đi full nô 4 nhá. Hôm qua đi full nô 4 bây giờ bị nghiện mẹ full nô 4 này. Cứ lúc nào vào bắt ma là mẹ mày tay cũng chỉ nhăm 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 ấn vào ô 4 thôi. Mà hôm qua thì đéo nó ấn full ô 4 lại ngon. Bây giờ lại được thêm một con dòng Ascen đấy để farm food anh em. Mình đang phân vân đéo biết nên tách ra hay là để nguyên thế này. Vì con này mình cũng chưa lên 5 sao. Mà hiện tại nó lại đang có cái quest. Hiện tại nó đang có cái quest con Ascen Divine này anh em. Thì nếu mà lên nó 5 sao thì cũng bú. Lên nó 5 sao thì cũng bú được 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 ít mảnh. Tách nó ra để bú ít mảnh, nâng nó 5 sao xong rồi bú được Ysigna nữa. Mình vẫn cứ khoái cái kiểu mình cứ khoái ấy. Càng nhiều dòng farm food càng tốt đấy. Bây giờ cứ tách một con ra lại thấy tiếc. À đấy, mình cho hai con hồi máu thì con này cho ra chinh chiến luôn. Kể ra mà có hai con spy xong đi cùng một con hồi máu ấy, thì mình nghĩ là đỉnh hơn. Ngu rồi, sao mình không đánh chiêu primal nhỉ? À chiêu pua nhỉ? Ngu vãi lìn ra. Trời ơi. Mình mà đánh chiêu pua đấy thì con này bị phản đam mẹ mày hết cái chiêu hút máu của nó. Thôi xong. Mẹ chơi bời ác vậy. Đây, hồi máu đây. Đấy, anh em nào vẫn mẹ mà thắc mắc đây. Ascen đây nó mạnh như này đây. Các bố xem cho kỹ vào. Cứ lên like hỏi thôi. Người ta đăng video các thứ nói cho các ông các thứ con rồng này nên chơi con rồng kia nên chơi thì các ông mẹ lại toàn đi hỏi thôi. Rồi, bắt đầu khó nhờ. Gặp đội này lúc đầu tiên đấy anh em. Suýt thua đấy. Đánh lại lần nữa xem có thắng được không. Mà tôi cho mẹ hồi sinh vào đi. Mình thấy hồi sinh ngon hơn. Cố chịu anh em. Xem nốt ngày hôm nay thôi. Đâu ngày nay ngày mai nữa nhỉ. Ngày mai. Chiều mai mình mới làm một video sang Aina mới. Mà chắc đéo biết có thời gian mà làm không ấy chứ. Bây giờ đã mẹ mình hơn 100 người đã đặt trước pass rồi đây. Mai ra sợ đéo làm được video xong rồi không cả like được nữa luôn đấy chứ. Ơ, quên mất phải cho con này ra chứ nhở. Ui ôi, mẹ nó lắp lắm hồi sinh chưa, 42% hồi sinh, 24% liềm cái đẹp. Lắp này thì rồng đéo mà chịu được.
Thua loi lên ra rồi. Rồi đấy, nó lại block. Bỏ mẹ rồi. Úi dồi ôi, nó còn hồi sinh được 200 máu kìa. Thôi xong. Thôi lần này chết thật rồi đấy. Lần này ván này là thua thật rồi đấy chứ. Trời. Má thế cái con này. Rồi, may thế nhận được một cái block rồi. Ôi sao, có được block đâu nhỉ? Ui mẹ, chết cha, con này nó ra nó còn hồi sinh nữa cơ. Toang rồi. Quả này toang rồi anh em ạ. Mẹ. Trước khi nó chết nó còn block thế một phát nữa. Mẹ, cho mày chết mẹ luôn. Ú mẹ, ở đây của mình bắt đầu được đấy, phát huy tác dụng ở đây anh em ạ. Mẹ mày láo này, đây cho phát này đi đã, cái để chết chưa con. Mẹ mày láo à. Đấy, danh này chỉ mình nghĩ chỉ có phản đam với Kama thôi anh em ạ. Mẹ anh em đừng bảo mình chơi mấy con khác nữa. Chơi mấy mẹ chơi Kama còn thua ấy. Chứ mẹ mấy ông toàn bảo chơi con khác, không thể chơi nổi được luôn. Mẹ bây giờ lên Master này, thằng nào nó cũng lôi con rồng là mạnh nhất của nó ra. Thì anh em lại cứ bảo mình đánh trải nghiệm con khác thì thắng sao nổi. Mẹ team địch thì nó lôi con mạnh nhất ra, còn mình thì cứ đi trải nghiệm chọn mấy con skin vớ vẩn vào đánh. Mẹ thắng được mới là chuyện lạ ấy chứ. Bánh đau thế. Đây con cú lên nó được búp hệ ánh sáng nó ra, nó lại phản, nó lại giảm giảm phần trăm đam của mình đi. Đây, anh em xem đam x4 nhá, chắc lên nổi được 200k máu đấy mẹ. Đam x4 được còn khắc hệ nữa cơ đấy, x2 được mỗi 100k mẹ, mạnh không chịu được. Tao cũng dùng khiên à. Chết cha mày đi. Ui nó đánh hai phát chết dòng mình rồi. Mình không biết bao giờ ra con spy thứ ba nhà anh em nhỉ. Không biết con spy thứ ba nó có cho skin skill khác của con hai với con một không nhỉ? Là phải cho cái gì mạnh mạnh hơn tí như kiểu là hồi máu ấy. Mình nó tạo khiên. Mẹ mình nghĩ con mythical anh em. Mình nghĩ con mythical nó sẽ tạo khiên và hồi máu. Mythical của cái dòng spy ấy, nó sẽ tạo khi nó đánh cái chiêu skin đập skill đặc biệt của nó sẽ tạo một cái khiên cho nó. Nhưng mà hồi máu thì không được, không ổn cho lắm nhỉ. Mẹ đã tạo khiên rồi xong hồi máu, lúc đấy nó đã mất máu được một hồi. Mà thôi cứ đợi thôi anh em. Mình nghĩ là bây giờ mẹ giờ một collection 4 con thì nó phải cho ra mỗi con mang một skill khác nhau chứ. Chứ mẹ con nào cũng giống nhau thì nào làm đéo nhỉ. Con nào cũng giống nhau chắc mình chỉ nạp mình à, nhưng mà khác hệ vẫn phải nạp. Đây, đánh một chiêu nhỏ nhỏ thôi. Chờ con này nó ra. Chờ con này nó ra bản nó. Con này mang hệ pua nó cũng không dùng chiêu leo gần đấy.
mạnh thế? À đấy, anh em thắc mắc ý, mẹ bây giờ tôi để từ đầu đến cuối video là tôi chèn cái gì nhỉ? Chèn cái số số Zalo của tôi vào đấy đấy. Nên đừng ông nào thắc mắc về cách thức liên lạc với tôi nhé. Với lại bây giờ anh em nếu mà để chuẩn chuẩn nhất mà không sợ bị lừa đảo ấy thì anh em nên chuyển qua hết Zalo nhắn tin cho tôi. Vì Zalo nó chỉ có một cái số chính chủ thôi. Anh em chỉ cần lưu cái số điện thoại đấy vào là anh em nhắn lúc nào cũng chuẩn là ra tôi luôn. Chứ trên Facebook ấy thì nó có thể nó nhiều đứa nó giả mạo được, nhưng mà trong Zalo thì đéo giả mạo được đâu. Vì mỗi người có một số di động khác nhau mà. Nên đấy, anh em nào mà cứ để chắc chắn ấy, mà tốt nhất cứ nhắn tin qua Zalo có cho tiện. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo cho mình. Zalo đi, chuyển hết qua Zalo mà dùng. Mẹ Facebook bây giờ nó cũng ấy lắm. Nhiều lừa đảo vậy. Bây giờ có một đứa nào lừa đảo, nó muốn lừa đảo, mẹ nó lên Facebook của mình, nó cóp ảnh của mình về, xong nó lập tài khoản, nó để tên giống mình là mẹ nó cũng lừa được anh em đấy. Nên là thôi, chịu khó lập cái Zalo nhanh gọn mà. Mà Zalo nó còn đéo bảo mật cao bằng, à nó còn không rắc rối bằng Facebook ấy. Nhắn Zalo mà, lập Zalo mà nhắn tin cho tiện. Ok, thôi xong rồi đấy. Thì ra mở nốt mấy cái giường rồi phủi tôi anh em. Hẹn anh em 8 giờ tối. 8 rưỡi tối đi. 8 rưỡi tối anh em mình livestream với nhau. Đây, mở đúng được cái này thôi là hết rồi. 25 Operic. Mẹ. Thôi, thế nhá. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em cho các video tiếp theo. We'll be right back.